Reese đang chụp ảnh cho bạn mình. Đột nhiên trong hình xuất hiện một khung vuông màu trắng. Bạn học chạy tới hỏi đó là cái gì vậy? Reese nói, đây là chức năng nhận diện khuôn mặt mới nhất. Khi có khuôn mặt xuất hiện trong máy thì máy sẽ tự động nhận diện khuôn mặt người đó. Bạn học đã hiểu. Sau đó, Reese bảo hai bạn còn lại cũng đứng vào chụp hình. Reese định chụp cho họ một tấm hình chung. Nhưng lúc này cô phát hiện ra, chức năng nhận diện khuôn mặt không hoạt động nữa. Mới ban đầu, Reese còn tưởng máy bị đơ nên cô dùng tay ấn nhiều lần xác định vị trí khuôn mặt. Vài giây sau, chuyện kỳ lạ xảy ra. Khung trắng hình vuông đó xuất hiện giữa hồ. Reese chậm rãi đưa mắt nhìn ra hồ, nhưng trong hồ ngoài nước ra chẳng còn gì nữa. Reese quay lại nhìn vào máy chụp ảnh. Lúc này khung trắng hình vuông trong máy chụp ảnh bắt đầu di chuyển và còn sinh ra nhiều cái khung trắng khác nữa động đậy quanh họ. Reese sợ hãi nhưng không dám nói cho bạn biết. Reese nhanh chóng nhấn nút chụp hình chụp lại tấm ảnh đó. Chụp xong, Reese quay lưng rời đi, nhưng trong hồ lúc này chỉ nổi lên một chiếc giày của con gái. Reese về tới nhà, cô dường như không cảm thấy có gì khác lạ. Reese vẫn trên giường gọi điện nói chuyện với bạn. Còn Na Umi cũng vừa tới nhà. Lúc này cô nghe thấy từ đầu dây bên kia có giọt nước kỳ lạ. Mới đầu Reese không để ý, còn tưởng rằng là tiếng nước vòi hoa sen. Reese tắt điện thoại đi ngủ. Đêm đến, cô lại nhận được cuộc gọi của một bạn nam khác. Reese, sao vậy? Na Umi, cô ấy chết rồi. Reese gái nghe xong tin liền có chút hoảng sợ. Sau đó bạn nam kể lại chuyện xảy ra cho cô nghe. Bạn nói, hơn một giờ mình nhận được cuộc gọi của Na Umi, hình như đang rất hoảng sợ. Không biết bạn ấy đang nói gì nữa, hình như là đừng qua đây. Lo quá nên mình đã báo cảnh sát qua nhà Na Umi xem có chuyện gì, sau đó thấy xe cấp cứu dừng ngay cửa nhà bạn ấy. Bạn học kể lại câu chuyện cho Reese nghe xong liền tắt điện thoại đi. Reese vừa nghe tin xong liền có chút lo sợ, liệu sự việc xảy ra có liên quan tới việc chụp hình hôm nay không? Nghĩ tới đây, Reese lấy ngay máy chụp hình qua mở ra xem. Khi Reese xem thấy bức hình, Reese hoang mang muốn xóa nó đi. Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra, những bức hình đó không xóa đi được. Reese rút thẻ nhớ SD ra vứt vào thùng rác bên cạnh. Để đề phòng điều không hay xảy ra, Reese xách túi rác vứt xuống dưới nhà. Làm xong, Reese yên tâm quay về thang máy. Đúng lúc này có một nàng béo đi vào. Nhưng nàng béo này rất kỳ lạ, cô cứ đứng ngoài không chịu vào. Reese cảm thấy khó hiểu liền hỏi tại sao cô không đi vào. Nàng béo nói, nếu cô vào thì chắc chắn sẽ quá tải vì trong thang máy đầy người rồi. Reese vừa nghe thấy câu nói đó liền quay lít nhìn xung quanh không có gì cả, cửa thang máy cứ thế đóng vào. Vài phút sau, Reese về tới phòng. Sau khi tới phòng, Reese ngồi ôm chân dưới đất và dùng hai tay bịt chắc tay lại và nói đừng qua đây, đừng qua đây. Sau đó có một giọt nước nhỏ trên sàn nhà. Reese nhìn qua, ngay trước mắt mình, cảnh này giống hệt với cảnh nhà bạn cô, Na Umi. Reese giật mình nhanh chóng tìm điện thoại gọi điện cho bạn học nam. Bạn học nhấc máy, Reese nói với giọng điệu run sợ bảo bạn học nhanh chóng qua nhà. Nhưng bạn học nam hỏi Reese giờ có đang ở bên ngoài không. Bên chỗ Reese rất ồn, cậu không nghe thấy gì cả. Reese lo sợ, Reese ở nhà một mình làm gì có ai mà ồn. Nói xong bạn học liền tắt điện thoại. Tiếp sau đó, lại có tiếng nước nhỏ giọt, hơn nữa tiếng nước ngày càng to và nhiều. Một lúc sau, nền nhà Reese ngập trong nước. Reese nhìn thấy nước đang tiến gần, sợ hãi lùi về phía sau. Reese lùi tới góc tường, không lùi tiếp được nữa. Lúc này, máy ảnh bên cạnh xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hình vuông màu trắng, đã vậy ngày càng nhiều. Cuối cùng không biết Reese sống hay chết. Đây là bộ phim ngắn Nhật Bản, tuy rằng không khí kinh dị nhưng tổng thể không hề có tình tiết kinh dị nào cả.